Là một trong những trụ cột trong chương trình thành phố Bốn An, an toàn thực phẩm luôn là nội dung được các cấp các ngành chức năng trên địa bàn thành phố quan tâm, triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ. 6 năm qua, Đà Nẵng đã triển khai thí điểm mô hình quản lý an toàn thực phẩm tập trung, quy về một đầu mối là Ban An toàn thực phẩm thành phố, đã tạo thuận lợi cho công tác quản lý, qua đó góp phần đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng được thành lập theo quyết định 1268 ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở hợp nhất chức năng nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm của 3 sở gồm Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Qua 6 năm hình thành và phát triển, ban đã ban hành nhiều khung tiêu chí đánh giá an toàn thực phẩm. Nổi bật là khung tiêu chí về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, xếp hạng 1 sao cho đến 5 sao. Bộ tiêu chí xây dựng mô hình chợ đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Hoạt động thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm được tăng cường chặt chẽ từ thành phố đến quận huyện, xã phường. Giai đoạn 2018-2023, thành phố đã thực hiện thanh tra kiểm tra 9.231 trên 9.453 lượt cơ sở, đạt tỷ lệ 97,65% cơ sở được phân cấp quản lý. Phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 222 cơ sở với số tiền trên 1 tỷ 700 triệu đồng. Năm nay thì tập trung rất là mạnh vào cái khâu là một là chuẩn bị thanh kiểm tra rất là mạnh trong cái hệ thống mà nhà hàng khách sạn mà có phục vụ ẩm thực để nhằm tạo ra một cái nền tảng góp phần cho du lịch thành phố phát triển. Thứ hai nữa là chúng tôi đang làm rất là mạnh các cái chợ an toàn thực phẩm, thì vừa qua thì đã phối hợp với các quận huyện là đã truyền thông và mời truyền thông của tại chợ từng cái hộ kinh doanh. Thời gian qua, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố tiếp tục hoàn thiện và phát triển dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm giai đoạn 1. Với ứng dụng này, khi đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, người dân chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh quét mã QR, có thể truy xuất về nguồn gốc thực phẩm, thông tin nguồn nguyên liệu đầu vào, quy trình sản phẩm đi từ trang trại đến bàn ăn. Với cái phần mềm truy xuất thực phẩm này á, mọi người sẽ dễ dàng biết được cái chất lượng sản phẩm, cái quá trình chế biến của bếp mang tới cho khách hàng. Vận động những người dân kinh doanh, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ này tham gia vào cái việc cài app để thứ nhất là minh bạch thực phẩm trong quá trình chế biến cũng như trong từ công đoạn chế biến đến những hộ phục vụ, nhằm để cho người tiêu dùng họ tin tưởng các cái dịch vụ ăn uống tại từng cơ sở, và người tiêu dùng cũng được quyền đánh giá ngược lại trong cái quá trình sử dụng truy xuất nguồn gốc. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về vấn đề an toàn thực phẩm, ban cũng chú trọng triển khai các kế hoạch giám sát, kiểm tra tại các sự kiện, lễ hội quy mô lớn có cung cấp dịch vụ ẩm thực. Bên cạnh đó, việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa cao điểm du lịch cũng được các đơn vị chức năng lên kế hoạch thường niên, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách về nét văn hóa ẩm thực của địa phương. Ban quản lý đang thường xuyên tuyên truyền vận động bà con tiểu thương là khi thực hiện cái việc chế biến là phải đảm bảo có găng tay, có khẩu trang, có tạp dề, và hàng phải có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo được cái chất lượng phục vụ du khách. Làm thế nào đó là khi du khách đến chợ Đêm Sơn Trà, ăn uống không để xảy ra cái tình trạng ngộ độc, đó là cái yêu cầu cao nhất của chúng tôi đối với tiểu thương. Thực tế triển khai cho thấy mô hình ban quản lý an toàn thực phẩm tinh gọn, hiệu quả, khắc phục được các hạn chế trong công tác phối hợp giữa các sở ngành, đồng thời tập trung đầu mối quản lý an toàn thực phẩm đối với tất cả các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Mô hình này cũng phù hợp với chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.